tôi đã rất là nôn nóng bởi vì lần đầu tiên mà có thí sinh vào đến hiệp cuối cùng, hiệp cao thủ, và 5 phút của bạn bắt đầu. Hồi đó Sâm nổi tiếng lắm, Sâm toàn là đại ca, đàn anh, đàn chị không à. Bữa đó Sâm cho ông đại ca văn, ông kêu á, Sâm cho ông con cá sấu. Sâm xong ông trả tiền sòng phẳng lắm, 5 năm sau ông quay lại. Ông hỏi, ủa con cá sấu tao sao giờ thành con thằng lằn rồi. Hoang mang không biết gì hết trơn. Nghe ông nói câu chém, cái giờ vậy luôn rồi nè. Hey 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 hey. Voi rừng đâu, hổ rừng đâu, sẵn sàng hết chưa? Hôm nay tao quyết định tao phải trả thù cái thằng hở xăm đã xăm cái con cá bớp cho ta. Thức quá vàng ơi. Ông ơi, ông có gì cho con ăn đỡ mà con đói quá ông ơi. Ở dưới đây thiếu ăn thiếu uống, mất tay mất chân luôn ha. Dạ. Con đói lắm hả con? Dạ đói lắm. Ăn cá bớp không? Cá bớp đâu? Đây. Này là gì? Cá bớp. Rồi sao thấy được con cá? Con cá nằm trong cái bớp. Muốn thấy con cá thì dở cái bớp thấy con cá. Ông Sâm, cái này vậy trời? Ta cũng đang tức lắm, ta đang tìm nó đây. Trời ơi, ta về trên núi á, ta nói nè, con cá bớp nè, trời đất ơi, dân làng nó bu vô, nó quýnh ta quá trời luôn, nó giọng đung 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 đung, muốn sáng luôn. Bây giờ ta phải quyết định ta tìm nó, để cho voi dặm nó, hổ xé nó ra ta mới vừa lòng. Ừ. Thôi ông ơi, tha cho nó đi ông ơi, giờ con đói quá, có gì cho con ăn không ông? À, đói hả, ta có đây. Đây, ta tặng con. Cảm ơn ông. Ừ. Ê, nhưng mà Trái bưởi. Ta tặng con. Cảm ơn ông. Ờ. ăn đi con. Cảm ơn ông. Ê, nhưng mà con biết ăn chưa? Ê, cái gì đây? Trái bưởi. Cây này nè. Tại ở đâu ra hay vậy? Thì nhờ tình thương của ông tặng cho con cho nên cái tay con mới mọc ra. Ô, nhờ tình thương. Ôi, thích quá vậy vàng ơi. À, đây đi. Tặng con. Cảm ơn ông. À. Đồ bộ tử mà tặng bưởi sao ăn. Thiệt tình à. Này xăm cho nó cá bớp là đúng rồi đó. Đồ tử mà đi tặng bưởi, trời à. Ê. Ta. Hey hey hư. Ô, vàng ơi hay quá. Ở đâu ra? Thì nhờ tình thương của ông á, ông tặng cho con trái bưởi con mọc cánh tay, ông tặng cho con trái bưởi nữa con mọc cái chân. Hay dữ vậy ta. Ô vàng ơi, Ame ơi, Ame được cứu rồi Ame ơi. À, bằng tình thương của con, bây giờ Ame ta đang bị bệnh. Bị bệnh hả? Đúng. Con nói cho ông nghe nè, thiệt con nhờ tình thương của ông á mà con bây giờ tay chân con lành lặn rồi, bây giờ con làm một con người đàng hoàng, con sẽ không đi ăn xin, không đi mà làm bậy nữa. Con sẽ làm một con người đàng hoàng, không lết đi ăn xin này nọ này kia. Con cảm ơn ông nghe. À mẹ ông bị bệnh hả? Đúng đúng đúng. Cởi à mẹ anh. Trời đất ơi. Cởi à mẹ ông. À mẹ ta bị bệnh, bây giờ à mẹ ta đang thiếu một quả thân, bằng tình yêu thương của con ta có thể, ngươi có thể nào tặng cho à mẹ của ta một trái thân không? Nè. Không phải cái này. Gì trái này? Không phải cái này luôn. Gì tặng hai trái này? Không được, thiếu một quả thận. Voi rừng đâu, đem hắn về móc thận. À. Nói gì cho hết giờ đi. Hết rồi hả? Nói gì tiếp? Cái gì đâu lôi ra liền. Nhanh lên, Phúc nói đi. Ngày xưa á. Trời. Sao? Con gà con kể thiệt cho ông nghe luôn nè. Ừ. Hồi đó con xăm con cá bớp cho ông đó. Ô ta. Thì ra là ngươi à. Bởi vậy. Sao bây giờ con xăm tầm bậy tầm bạ, bây giờ ta giật sập tiệm con. Giờ con đi giả ăn xin ăn mày vậy nè. Ô.
Ngươi đặt xăm cho ta không đúng rồi. Bây giờ ngươi còn lừa đảo ta nữa ha. Con nói cho ông nghe, con mời nghệ sĩ Trung Văn. Sao? Vài bữa con định xăm cái hình chân dung của nghệ sĩ Trung Văn ngay đây nè. Cái con xin cái chữ, vài bữa nó con ghé nhà nghệ sĩ Việt Hương, con xin cái chữ ký của chị Việt Hương, con xăm cái hoa văn nhỏ nhỏ dễ thương có chữ ký Việt Hương. Ôi ôi, hay không, hay vậy ta? Hay không? Hay hả? Sư Việt Hương hả? Việt Hương nè. Trời ơi, đó, hết giờ rồi. Vui không chị? Vui. Dạ. Cái đó là gậy ông đập lưng ông. Dạ. Nhưng bây giờ mình vô vấn đề chính nè. Dạ. Thấy Dũng diễn không? Tại vì Dũng là cái người lật kèo, còn anh chàng này là ngay từ đầu là biết anh lừa gạt rồi. Anh ra rút tay ra, rút tay vô, nó lại không nằm ở miếng của anh này. Kỳ này là giá trị tiền thưởng lên cao, chúng tôi phải chẩm đúng theo những gì các bạn cho chúng tôi. Dạ. Thì xuất hiện lại hai nhân vật cũ, vẫn là nhân vật Sâm và nhân vật cái ông tù trưởng, cho nên là nó không có bất ngờ với tôi. Đối với chị ở dòng này, kịch bản chưa đủ đã bằng ba cái kịch bản đầu, chưa có chiếm được cảm tình của chị để chị nghĩ nó là Tiêu Long. Dạ, xin mời cao thủ Thanh Thủy. Chúng tôi ở đây vẫn rất thích hai bạn, vẫn thấy được cái sự mà duyên dáng, nhưng công bằng mà nói, được thì mình phải nói được, không thì mình phải nói không. Ai người ta cũng biết là bạn giả rồi. Thế thì có những cái điểm mà Dũng nó quay đi quay lại để nó thử bạn, bạn phải diễn over để xem cái thái độ và cái trò của bạn từ những cái điểm đó mới bật ra tiếng cười. Thế thì bây giờ thì tới đây thì chưa, mình đã biết với nhau Trung rồi. Dạ. Đúng rồi, mình biết với nhau dạ, rồi. Dạ, xin mời ý kiến dạ. của đại sứ Quỳnh Trung Dân. Hối hợp không có nhịp nhàng, nhân vật bắt đầu quờ quạng. Quờ quạng. Rồi diễn hình thể cũng không có tới. Nhiều cái hình nhiều để diễn cái đó. Nhiều mà cái áo thun nó có em nào áo thun giãn nữa. Rồi nói chung là bây giờ để tay lên mời tất cả. Ba cao thủ quyết định thu nạp môn sinh hay không? Thời khắc rất quan trọng. Và bây giờ 1 2 3. Như vậy là ba cao thủ quyết định không thu nạp bạn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ dừng lại tại đây. Tổng số tiền hiện tại của bạn là 39 triệu đồng, nhưng bạn đã dừng lại. Chính vì vậy số tiền sẽ chia đôi ra và bạn còn 19 triệu 500 ngàn đồng. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn bạn.